Bây giờ chú Phú hỏi lại nha, một á là cho Tường Lam căn biệt thự này, một á là cho Tường Lam căn biệt thự này, thứ hai là cho Tường Lam một ngôi chùa. Tường Lam chọn một trong hai, Tường Lam chọn cái nào? Nói thiệt đó nha. Xin chào khán giả của kênh Tường Lam Hoa Sen. Hôm nay là chiều chủ nhật ha. Mình có dắt bé Tường Lam á Hoa Sen qua bến công ty của Độc Lạ Bình Dương chơi. À, xin chào quý khán giả. Hôm nay rất là vui khi mà bên Độc Lạ Bình Dương đón tiếp được một nhân vật rất là hot trên YouTube. Tường Lam mới lập cái kênh thì hôm nay bên Phú sẽ hỗ trợ Tường Lam, quay giúp cho Tường Lam một cái clip ha. Rồi bây giờ mời Tường Lam và khán giả chúng ta vô cái shop Độc Lạ Bình Dương này chơi xíu nha. Dạ. Rồi tí nữa chú dẫn cho Tường Lam đi dạo dạo nha. Dạ. Công ty chú Phú nhỏ xíu à. Đây chú Phú giới thiệu cho Lam nha. Nhớ tên chú này không? Ê. Chào Lam. Chú Vinh. Lam nhớ tên chú này không? Con nói tên đúng không? Chú Vinh. Chú Vinh. Chú Vinh không? Dạ đúng rồi. Chú Vinh vui vẻ. Chú Vinh vui vẻ. Con biết cô này không? Dạ, con biết tên cô. Cô này nè. Cô nè. Cúc Yến. Cô Yến là bồ của chú Vinh. Dạ. Con nhớ cô đó không? Dạ. Chị gì? Hả? Chị Lam. Chị Lam. À, đúng rồi. Rồi. Ôi trời. Biết cái đây là cái gì không? Hả? Độc Lạ Việt Nam. Cái đây là cái logo á. Cái logo của công ty Độc Lạ đó. Con đọc này, cái chữ đó coi. Đọc chữ coi. Đọc cái chữ đó. Ở trên á. Ở trên hả? Ừ. Giờ. Nè, đây nè. Chữ này nè. Độc Lạ Bình Dương. Độc Lạ Việt Nam. Trời ơi, giỏi. Quá. Học lớp lá mới đọc chữ rồi hả? Dạ. Sao bữa trước nói chú Phú là không biết đọc chữ? Ê, tại con biết thôi. Con biết chút chút. Rồi thôi các bạn ơi. Nhìn vô cái Độc Lạ Việt Nam luôn. Trời ơi, quá giỏi. Nó tính nói Độc Lạ Bình Dương, cái nó nhìn là chữ Việt Nam. Cái chữ Độc Lạ Việt Nam không biết rồi. À trời ơi, vậy cái đầu cũng tư duy logic ghê ha. Rồi xuống đây. Đây đây là cái kho hàng nhỏ nhỏ của chú Phú nè. Dạ. Hôm trước chú Phú tặng cho Tường Lam cái gì rồi ta? Tặng cái gì là con coi coi. Tặng cái nào, con coi coi. Có nào? Có, Tường Lam có nào rồi? Dạ. Có tất cả luôn, trời ơi. Quá chừng luôn nè. Nè. Ủa quá trời luôn nè Lam ơi. À, Tường Lam chưa có cái này đúng không? À, cái này được nè, cái này được nè. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái này, gì? Mấy cái người mập mập. Mấy người mập mập như chị uống này là ok nè. Thiệt. Cái này có nó giúp giảm cân không? Có. À, vậy ta lát nghe nữa này nè. Tặng mẹ Tường Lam ít nha. Cải bó xôi, trời ơi. Quá chừng luôn. Cái này con thích này hả? Con thích. Con thích cái chữ hoa dừa nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Biết chứ luôn hả? Hoa dừa. À. Trời ơi. Vậy là đọc chữ rành rồi đấy chứ. Ý là biết sao không? Con nó con thích cái này hả? Là gì tưởng nó là cho đó mà nó không thích, có nghĩa là đừng có tặng nó nữa đó, là tại vì nó đã có rồi. À, con cảm ơn chú Phú đó, hiểu không? À, cái bột rau này rất là tốt này. Ừ, bó xôi này chị có đặt giùm cho mọi người nhiều lắm. Không có chắc bảo quản khỏe lắm, nghe rồi. Nói không? Đây, ít ngày nữa nha. Là con lên đây học là chú Phú dạy cho con làm YouTube nha. Dạ. Con biết làm YouTube để làm gì không? Để có tiền. À. Để làm YouTube. Hả? Có tiền để mua cái gì cũng được. À, có tiền để mua cái gì cũng được hả? Ừ. À, nhưng mà khi mà ví dụ như con muốn có tiền, trước tiên con phải suy nghĩ đến cái giá trị của những cái video con làm ra đó, là giúp mọi người nè. Theo chú Phú nghĩ là con phải giúp mọi người hướng thiện. Ví dụ như là con làm cái công việc gì mà tốt cho mọi người thì được mọi người ủng hộ con ha. Rồi mình sẽ nghĩ tới cái giá trị trước ha, rồi tiền tự nhiên nó sẽ tới ha. Ok. Ok. Rồi. Ok bây giờ chú Phú dẫn con đi vòng vòng chơi nha. Dạ. Rồi, ok. Kìa mấy chị nhìn kìa. Bé Tường Lam. À, những ngày qua chắc là ai cũng nhận ra hả?
Ồ, ai cũng nhận ra, đi siêu thị ai cũng nhận ra với Lam. Quá chèn luôn. Tại vì người ta thấy bé là xinh quá với lại cái lòng từ bi. Chứ người ta không có nói gì khác nữa. Người ta chỉ gặp, ta chỉ muốn là ôm bé thôi. Lòng từ bi bác ái của bé quá lớn. Họ nói gì đó. Lòng từ bi đó là tự có hay là lan từ mẹ ra nhỉ? Trời ơi, Lam lòng từ bi con tự có hay là lan từ ai ra? Hả? Sao? Tự có. Tự có hả? Tự có. Ban đầu là nó có chỗ nào trước? Trong đầu. Ban đầu là nó có trong đầu. Vậy mà chú Phú cứ tưởng là lòng từ bi là nó phát ra từ con tim ấy chứ. Là nó phát ra từ cái đầu à? Dạ. Cái đầu phải suy nghĩ là cái điều đó hả Lam? Điều đó là điều thiện. Đưa chị cho em mượn cái mic cho em nói chuyện với Lam. À, chú đeo cho con xíu nha, con nói chuyện tí cho vui, đi nói chuyện cho vui nha. Dạ. Tường Lam thấy khung cảnh ở quanh công ty chú Phú thì như thế nào nè? Vui. Vui. Sao nữa? Con thấy vừa vui. Con nghe được gì? Con rất vui khi gặp chú Phú được. Nói như nhà ngoại giao vậy ta. Ý là chú Phú hỏi Tường Lam, Tường Lam đang lắng nghe được những âm thanh gì nè? Dạ, âm thanh con cũng biết. Tiếng gì? Nghe được tiếng gì? Nghe được tiếng. Cái bộ đồ này đẹp quá, cái này là ai mua cho Tường Lam đây? Dạ, mẹ Hoài. À, đó là mẹ nuôi. Mẹ nuôi. À. Mẹ của con, là mẹ đó là mẹ thứ mấy? Mẹ đó là mẹ thứ hai. À. Đây là mẹ thứ nhất, là mẹ số 1. À. Thôi cho mẹ kia là mẹ thứ ba đi. Chị Lam còn không. Mẹ thứ ba là mẹ Tuyết. À. Mẹ Tuyết nữa, trời ơi, vậy là rốt cuộc là con có bao nhiêu mẹ? Dạ, có ba mẹ. Ba mẹ. Mẹ nào là sống nhiều nhất? Là con mẹ con mẹ Hoài. Bây giờ chú Phú hỏi Lam nha. Dạ. À, Lam thích một căn nhà đơn sơ hay là thích một cái căn nhà nguy nga như cái căn biệt thự trước mặt đó? Dạ, con thích nhất là căn nhà đẹp nhất. Căn nhà đẹp. Hả? Cho ba mẹ hả? Dạ, cho ba mẹ vui, cho mẹ khen đẹp nhà. Nhà bình thường hả con? Nhà bình thường hả? Dạ. Ý là con thích là căn nhà đẹp hả? Căn nhà đẹp nhất. Thích căn nhà đẹp nhất luôn? Để cho mẹ khen. Để cho mẹ khen. À, để cho mẹ khen hả? Trời dạ. Ơi, giờ nói thiệt ghê quá ha. Căn nhà này thì sao? Căn nhà này thì sao? Nhà này con thấy đẹp. Căn nhà này với cái căn lâu đài ở đằng xa kia, là Tường Lam thích căn nào hơn? Căn này. Căn này hả? Căn à. Này dạ. Bây giờ ví dụ như cho Tường Lam hai cái lựa chọn, một là căn này, hai là cái chùa, thì Tường Lam chọn cái nào? Dạ chùa. Hả? Cái gì? Con thích đi chùa không? Bây giờ chú Phú hỏi lại nha, một á là cho Tường Lam căn biệt thự này. Một là cho Tường Lam căn biệt thự này. Thứ hai là cho Tường Lam một ngôi chùa. Tường Lam chọn một trong hai, Tường Lam chọn cái nào? Nói thiệt đó nha. Chùa. Chọn chùa hả? Đó, chọn chùa. Nhưng mà trong đó chiều giờ thôi chứ không có gì đâu. Hả? Ở trong chùa chiều giờ thôi chứ có gì đâu. Thì xong cái giờ qua nhà này. À, đang chùa đó buổi sáng sau giờ qua biệt thự ở buổi chiều hả? Ở lộn tối chứ. Tối à? Này sư cô này coi. Sư cô này cũng độc đáo quá ta. Thầy Lam nữa luôn. Thầy Lam à? Thầy Lam độc đáo nha. Hello cô. Hello chị. Chào cô. Chào người đẹp. Có ảnh hưởng gì tới Không sao. Em có đang tác nghiệp, em có thể chờ anh nữa, xong em chỉ muốn say hello với bé xíu thôi. Say gì? Say hello, chào. À, hello đi. Hello đi con. Con chào chị. Hello
tuổi con? Con bao nhiêu tuổi nè? Dạ 5 tuổi. Con tên gì thế? Dạ em tên Tường Lam. Đúng rồi, em có coi trên clip đấy. Dạ. Hôm nay em đi thả cá. Em thường hay thả cá phóng xanh ở ngay khúc phía dưới này. Để làm là con thả cá này. Ồ, vậy hả? Dạ hello con bạn. Nên là em thấy, em nghĩ cái duyên ấy. Cái duyên, tại vì lúc đầu là em không có ý định ra đây mà không nghĩ là mình lại có thể gặp ở đây. Trời. Cho con. Nhìn kìa, có nhìn chị kìa. Em cũng đi phóng xanh hả? Dạ, em thường hay phóng xanh ở đây. Đây vì, tại vì ở đây gần nhà em. Em thì là giảng viên và là giáo viên nên là đối với các con nhỏ em cũng rất là thích. Cho con nha, bắt tay nha. Chúc cho con nhiều phước cội nha. Chúc cho con nhiều phước cội, nhiều duyên lành. Cho con sống khỏe, mau lớn, học giỏi và thông minh, ít trao đi được nhiều hơn giá trị cho mọi người. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Nó lớn lớn lên. Dạ, cảm ơn chị. Giỏi quá. Dạ rồi, em không dám làm phiền để cho mọi người tiếp tục hành trình. Em chỉ muốn say hello với mọi người thôi. Chụp một tấm hình nha. Chụp một tấm hình lưu niệm, sau này chúng mình còn có thể có cơ duyên gặp nhau thì sao? Chụp thoải mái đi. Đầu tiên là chụp chân dung bé nha, chị bé và chị luôn nha. Dạ. Chụp hai mẹ em đẹp quá. Chị là ở Ninh mình, ở quê gì đó? Ở Đồng Tháp á cưng. Ở Đồng Tháp. Dạ. Em có lần xuống Đồng Tháp. Rồi chụp bé đi nè. Hai chị em chụp chung đi. Như chụp giùm chị với bé nhé. Xin để tôi xin kéo luôn. Xin kéo luôn hả? Làm tự nhiên rồi quá. Hay. Wow, hôn chị cá luôn. Có duyên quá. Quá trời phúc lành. Giỏi quá. Rồi Như muốn chụp cho bé thôi. Dạ, ok, chụp cho bé. Hello guys. Hello. Hôm nay sẽ lại. Wow. Xin cảm quá nè. Đó. Quá dễ thương luôn, em rất là cảm ơn mình. Rồi, chúc cho kênh YouTube của anh làm được nhiều chương trình ý nghĩa như vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là Phú đi ra ngoài đường là không ai thèm chụp hình với Phú nữa các bạn. Từ khi có Tường Lam là cứ đòi chụp hình với Tường Lam thôi. Tới giờ rồi, đi coi thôi. Hai cân nha. Rồi, bye bye hai bạn nha. Hữu Duyên sẽ gặp lại. Hữu Duyên sẽ gặp lại. Hữu Duyên sẽ gặp lại. Chú Phú nè. Chú Phú hỏi gì hỏi? À, tầm tay. À, chú Phú hỏi máy luôn. Ừ. Cái này là cái gì Tường Lam nhỉ? Cái lâu đài. Hả? Cái lâu đài. Lâu đài hả? Cái dinh thự hay sao chứ con? Con mình không biết coi. Bây giờ hỏi lại lần nữa nha, chọn cái này hay là cái chùa? Dạ, con chọn cái nhà nãy. Hả? Con chọn chùa. Con chọn gì nó thiệt coi. Chọn chùa. Chọn chùa. Chùa. Trời ơi, chọn cái chùa. Chùa thì tốt hơn. Trời ơi, phải không? Chùa thì tốt hơn cái nhà. Trời ơi. Vì sao? Tại chùa có Phật. Bởi vì chùa có Phật hả? Có Quan Âm rồi có chú Thiệt Sư. Phật Thiệt Sư. Tại sao lại có Phật có Quan Âm thì lại tốt hơn nhỉ? Tại Quan Âm con cũng thấy mẹ Quan Âm cũng đẹp. À, tại vì mẹ Quan Âm đẹp hả? Dạ. Còn Phật thì như thế nào nhỉ? Phật, con có Phật A Di Đà với lại Phật Đại Thế Chí. Phật gì? Phật Đại Thế Chí, Bồ Tát. Bồ Tát hả? Phật Đại Thế Chí, Bồ Tát. Dạ. Con chúc khán giả 4 mùa bình an và có nhiều tài lộc.